Mời mọi người tham quan ngôi mộ của dì mình nha. Đã hoàn thành xong. Nhà cao cửa rộng. Thường thường người ta nói chết rồi mới làm nhà, mà nhà dì mình không phải nha mọi người. Dì mình lúc chưa bệnh thì cũng được những đứa con nó chăm sóc, gọi là có hiếu một đứa con khi chưa bệnh, chăm sóc theo khả năng hiện có. Sau khi dì phát bệnh thì cực lực chăm sóc, lo từ A tới Y, chạy chữa tận tình. Nhưng mà rất tiếc là dì mình bệnh nặng quá nên không chịu nổi. Và bây giờ sau khi dì mất thì được một cái nhà khang trang ư là đẹp luôn. Đây, dì của mình đây. Bà Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1962, từ trần 21 giờ ngày 29 tháng 6 2023 nhằm ngày 12 tháng 5, hưởng họ 62 tuổi, chồng con đồng lập hộ. Và sau khi mất thì được anh yêu của dì làm cho những cái câu liễn và bức tranh kỳ đẹp nha mọi người. Dì mình ở đây là bốn bề mát mẻ luôn nè. Và đây là bà dì Năm nè. Hello bà dì Năm. Có ba dì thôi, đã đi hết một dì rồi, bà đã đi ngủ hết một dì rồi. Đây, ngoài ra anh yêu của dì còn trang trí cho bà hai cái búp búp này, búp gì ta, búp sen hả, búp gì đây, đá đẹp quá. Có một cái chỗ yên nghỉ cực kỳ đẹp nha. Đây là mộ của dì. Rồi sợ hơi tạt mưa nè mọi người nên dừng ngủ nha. Rồi ông Dượng của mình văng cái võng nè, nằm kế đây. Với dầu ầu ơ, hát ru vậy bà ngủ. Hát ca cổ. Dượng mình có sở thích hát ca cổ. Ông gà à, ổng có hát ca cổ cho gì nghe không gì? Bà ừ cái con té xỉu rồi. Má con về má con kể hoài, nói dân chính mày chứ được nha. Thì chính mày mất rồi, ông nằm ở trước đó, cái ổng ra trước, ổng ngoài ngựa đó, ổng ngủ chung hủ hỉ với bà. Giờ bà ra ngoài đây rồi, ổng đem cái võng ra đây ổng nằm, ngủ chưa. Giờ chung thủy, chung thủy, chừng nào có vợ tiếp theo tính sao, nghe chính. Ê, câu liễn mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con. Bên kia là cha. Cha là bóng mát giữa trời, cha là điểm tựa bên đời của con. Mộ khuôn viên nhà dì là có một cái ao sen thật to nha mọi người. Gió quá trời gió luôn. Mát chân thanh luôn. Trần lúc 21 giờ ngày 12 tháng 5 âm lịch Quý Mão, biết thời Nhi Trung, nguyện chư Phật chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Thiện Thần chứng minh công đức cho bà Nguyễn Thị Chính về đây lễ Phật nghe kinh, siêu về cõi tịnh, thời đời kiếp kiếp cầu Phật nghe kinh thoát kiếp luân hồi, cặp cầu an với gia đình hiện tiền, tình phu chồng là ông Huỳnh Văn Kém cùng các con Hiếu Nam, Huỳnh Hoài Tân, Huỳnh Hoài Xuyên, Huỳnh Hoài Minh, con dâu Hiếu Đức, Trương Thị Thu Thảo, Nguyễn Lê Kim Phụng, Hồ Thị Thu Thảo, hai cháu nội Quỳnh Hoài Gia Phúc, Quỳnh Gia Thiên Phước, Quỳnh Nguyễn Trúc Quỳnh, Quỳnh A Nguyễn Minh Lâm, Quỳnh Minh Châu, đẳng đẳng con hiền cháu Thảo, nhờ công đức
cúng dường trai tăng cầu nguyện báo hiếu cho mẹ là bà Nguyễn Thị Chính sẽ được phước báo vô lượng. Ba phút của quyền tất tố nội ngoại cộng siêu tăng bát nạn tam đầu cầu mong giải thoát, giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát kỳ kiến hương quang minh dân đại biến pháp giới cúng dường thập phương vô lượng Phật. Hương cúng dường Bồ Tát Nam Mô, hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Ô nghe tiết tế thông suốt tam giới ngũ quan tâm thành tạm đọc liễu nghiêm an phong bà đà có ơn à. Suốt tam giới ngũ quan thanh tịnh tạm đọc liễu nghiêm đại á tài là đại á bi á mạng á chúng mày an khổ hiền khổ á khổ pháp ý tâm đảnh lễ ấy nam mô lấy phương thượng đà lễ ai đại từ đại đi ai đà bà đà đi ba thế năm bồ tát đại thế kỷ bồ tát ê đại ông hiền đệ tam phương bồ đệ tử cùng Phật Lai đã thần chung tam đồ bát nạn dược tức trình tái văn chung ngộ đạo văn chung thanh thiện não kinh trí huệ chướng bồ đề sanh ly địa ngục sức quá khăn nguyện dông hồn thành Phật độ chúng sanh phá địa ngục chớ ngôn án giả ra đế giả ta ở bà ha án giả ra đế giả ta ở bà ha án giả ra đế giả ta ở bà ha Di Đà đồng tử chàng kim trung liên toàn tam hạ địa ngục không hiện ra thiên tử đất thành Phật nhất thiết chúng sanh ly địa ngục nhất cõi thần chôn phụng kính chư Phật giác lam đàm sở lễ cúng ngũ thất trai tần nam mô thích ca như lai chứng ca minh nam mô siêu lạc độ bồ tát tam cõi thần chôn phụng kính chư Phật kiếp kiếp điều lành đem đến điều giữ công đi nam mô tăng phước thọ bồ tát. Thần chung vậy cứu bảo kệ cao âm thượng các tín đồ đã đắc tài nguyện địa bàn phước vô mất. Thần chung tam khấu bảo kệ có hồ một tôn cứu bạn tín đồ đã đắc tài nguyện địa bàn phước vô Thank you.
cộng đức thiên tạng chúng sanh nghiệp báo trần tiến nhà bi kỳ lư qua tạng giới đã trong vô sư bất siêu lòng thủy bất tạng thủy trần bất nhiệm trần phải hoài đã tết đang thật